Có thể bạn chưa biết về câu lệnh này ở trong Minecraft. Đầu tiên các bạn đặt ra cho mình một khối comment block. Bây giờ các bạn nhập cho mình cái lệnh sau. Chỗ này các bạn đặt xuống chế độ lặp nha. Sau đó chúng ta tiến hành kích hoạt. Bây giờ các bạn chỉ cần cầm một cái bóng tuyết ném vào các khối đá cuội và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bây giờ tất cả khoáng thạch hiện ngay trước mắt chúng ta. Thật thú vị phải không?